cảm ơn các bạn đã đến với kênh Kỳ Án Thế Kỷ. Kỳ án về Edward Hogwood, gã sát nhân có trí thông minh hơn người. Ngày nay, hồ Caruga được biết là một địa điểm tuyệt đẹp và nổi tiếng của New York. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết rằng cách đây hơn 170 năm, đây từng là nơi cực kỳ đáng sợ khi chứng kiến tội ác kinh hoàng của một kẻ giết người kỳ lạ. Tên tội phạm này luôn có những suy nghĩ khó hiểu và gây nhiều tranh cãi trong lịch sử nước Mỹ. Thậm chí, các nhà khoa học ở thế kỷ 19 từng muốn phân tích bộ não của hắn ta để xem nó chứa đựng điều gì trong đó. Một người đàn ông thong dong đi bộ đến chỗ làm việc ở Binghamton, New York vào sáng sớm thứ Sáu ngày 6 tháng 7 năm 1870. Khi đi trên cây cầu bắc qua sông Chenango, anh liếc nhìn xuống dưới và thấy một thứ gì đó bồng bềnh và nhấp nhô, dường như nó đang bị mắc vào tảng đá. Sau đó thì người đàn ông này đã vội gọi những người xung quanh tới để cùng nhau đi tìm hiểu. Những gì họ nhìn thấy sau đó là thi thể của một người đàn ông đang nằm úp mặt xuống nước ở khu vực bãi cạn của dòng sông. Sử dụng một chiếc thuyền, họ đã kéo được thi thể lên bờ trước khi gọi cảnh sát đến. Mọi người nhanh chóng tụ tập thành đám đông để xem mặt của người đàn ông bị chết đuối. Cách đó không xa, cũng trên cùng dòng sông này, một người đàn ông khác cũng phát hiện thêm một vật lạ không di chuyển, cứ lập lờ dưới làn nước. Anh ta chèo thuyền lại gần và nhận ra đó là một xác chết. Thông tin cũng ngay lập tức được báo cho cảnh sát. Trong cả hai trường hợp này, những người dân đều nghĩ rằng hai xác chết đó đều có liên quan đến vụ cướp của giết người gần đây mà khắp thị trấn đang bàn tán. Cách đó 3 ngày, cả thị trấn Binghamton đang chìm trong giấc ngủ khi màn đêm buông xuống, thì tiếng chuông báo động tại cửa hàng đồ khô lớn nhất nhì thị trấn của anh em nhà Hạ Bớt vang lên chói tai, phá vỡ không gian tĩnh lặng nơi đây. Ngay trước đó, hai nhân viên bảo vệ là Rupert Burroughs và Frederick Merrick trong khi đang ngủ, thì họ đã bị đánh thức bởi những kẻ đột nhập từ phía cửa sau. Merrick sau đó đã vội cầm khẩu súng lục để cảnh cáo và ném chiếc ghế đầu về phía chúng. Và lúc đó, xuất hiện một tên trộm thứ ba, hắn ném chiếc đục vào Burroughs và khiến anh này choáng váng. Khi định thần lại, thì Burroughs đã hỗ trợ đồng nghiệp để đánh trả bọn trộm. Merrick sau đó đã túm được một tên và ghì chặt hắn xuống quầy hàng. Lúc này, tên khác đang cầm một khẩu súng bắt đầu kéo co để bắn Burroughs, song viên đạn đã đi trượt. Hắn quay sang bắn vào sau gáy Merrick ở cự ly gần khiến chàng thanh niên này đã chết ngay lập tức. Burroughs sau đó đã chạy ra ngoài đường để hô hoán, còn những kẻ trộm bắt đầu tháo chạy. Trong khi người ta đang cố cấp cứu cho Merrick và nghe Burroughs thuật lại câu chuyện kinh hoàng trong những tiếng ngắt quãng thì ở phía sông Chenango, ba người đàn ông vội vã nhảy xuống sông, nhưng chỉ có một người qua được bờ bên kia. Người dân thị trấn đổ xô đến xem trong lúc người ta vớt hai thi thể đã trương phình lên bờ. Ai nấy đều nghĩ rằng công lý đã được thực thi, những kẻ giết người đã bị trừng phạt. Tuy nhiên, nhân chứng duy nhất còn sống sót là Burroughs lại khẳng định chắc chắn rằng không phải chỉ có hai tên trộm đột nhập cửa hàng trong đêm đó mà là ba tên. Ngoài ra, một cô gái đã nhìn thấy ba kẻ trộm rời cửa hàng bằng lối cửa sau và hướng tới con sông. Cô không xác định được có phải chúng đã lên thuyền hay bơi qua sông hay không. Trong khi đó, một phụ nữ khác cũng thấy có ba người đàn ông nhảy xuống sông. Từ những lời khai trùng hợp này, cảnh sát trưởng biết rằng hoặc là họ sẽ tìm thấy một xác chết nữa hoặc kẻ trộm thứ ba vẫn còn sống. Trong lúc cảnh sát phải cố gắng kiểm soát sự hỗn loạn khi hai thi thể được đưa lại gần nhau, thì mọi người đã không để ý đến một người đàn ông nãy giờ chỉ đứng quan sát và lẳng lặng rời đi khỏi thị trấn. Không ai biết rằng họ đang ở rất gần kẻ sau này sẽ làm cho cảnh sát mất rất nhiều công sức. Sau khi vớt được hai thi thể dưới sông, công cuộc xác định danh tính của những tên cướp bắt đầu. Các thám tử đã tìm thấy nhiều đồ vật trong túi quần áo của hai người đàn ông này, gồm có 6 chiếc chìa khóa, một lá thư gửi cho người có tên là Henry Wilson, một mẩu giấy ghi tên và địa chỉ của luật sư William Thornton ở Brooklyn. Cảnh sát nhận định dựa vào những thứ này thì họ có thể lần ra manh mối nào đó. Ngoài ra, khi kiểm tra cửa hàng bị đột nhập thì cảnh sát cũng tìm thấy một món đồ quan trọng khác bị rơi lại ở tầng hầm. Đó là một đôi giày nam giới, điều đặc biệt là nó được đóng riêng cho người có bàn chân trái bị tật. Chủ cửa hàng cũng như các nhân viên không ai biết gì về đôi giày này, họ chưa từng nhìn thấy và cũng không biết nó ở đây từ bao giờ. Do đó, cảnh sát đã hướng đến khả năng đôi giày này thuộc sở hữu của một trong số những tên cướp trong lúc hỗn loạn thì đã vô tình để lại. Tuy nhiên, bàn chân của hai tên trộm chết đuối lại không hề khớp với đôi giày. Điều này cho thấy rất có khả năng nó thuộc về kẻ thứ ba còn lại. Thế rồi, một người nào đó trong đám đông hiếu kỳ chợt nhớ ra trong lúc cúi xuống nhặt đồ rơi, thì anh đã nhìn sang bàn chân của người đàn ông khi nãy đứng im lặng bên cạnh mình và nhận ra anh này bị mất một ngón chân cái và có một cái u trên mu bàn chân. Đôi giày tìm thấy ở tầng hầm cửa hàng nhà Hạ Bớt có vẻ phù hợp với bàn chân bị khuyết tật như thế. Cảnh sát sau khi nhận được thông tin này thì đã vội đổ ra đường để tìm người đàn ông theo mô tả. Cuối cùng,
họ cũng tìm thấy anh ta đang đi rất nhanh như thể muốn rời khỏi thị trấn càng sớm càng tốt. Và lúc này, cảnh sát cũng nhận ra đó chính là Edward Hogwood. Vào thời điểm hai xác chết trên sông chưa được phát hiện, thì Edward đã từng bị theo dõi khi đang lang thang trên đường. Bởi vì anh ta là người lạ, mới xuất hiện ở thị trấn này nên một số thanh niên đã bám theo. Người đàn ông này đã nhảy lên tàu hỏa để cắt đuôi đám thanh niên nhưng vẫn không thoát được. Nhóm thanh niên đã dồn và ép Edward theo họ về, tống anh ta vào nhà giam. Ban đầu, người đàn ông lạ mặt nói với cảnh sát tên của mình là Charlie Augustus, nhưng sau đó lại nói là George Williams, rồi cuối cùng phải thừa nhận tên thật của mình là Edward Hogwood. Giải thích lý do vì sao lại nói dối, Edward cho biết phải giả danh vì ở thị trấn này, nếu có sự việc gì đó xảy ra, người ta sẽ nghi ngờ cho anh ta vì là người lạ. Sau đó, Edward đã được thả tự do và vài ngày sau thì xảy ra vụ cướp. Sau khi Edward bị dẫn trở lại thị trấn, thì anh ta đã phải đi thử đôi giày được tìm thấy tại hiện trường vụ cướp. Không nằm ngoài suy đoán của nhiều người, nó vừa khít với chân của hắn ta. Tuy nhiên, đây vẫn chưa đủ để có thể là bằng chứng buộc tội ai đó giết người. Và cho dù có thêm một vật nữa được tìm thấy trong túi của Edward, đó là vé tàu đi Batavia, trong khi hai kẻ chết đuối cũng có những tấm vé đi tới đây, thì nó cũng có thể chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên và cũng không thể xem là bằng chứng buộc tội. Một lần nữa, cảnh sát lại phải trả tự do cho hắn T.A. Các điều tra viên cho rằng, nếu biết được danh tính của hai tên trộm chết đuối, thì họ có thể trả lời được câu hỏi liệu Edward có mối quan hệ gì với chúng hay không. Do vậy, họ tập trung làm rõ vấn đề này, đồng thời chưa cho phép Edward rời đi. Vụ án sau đó đã bắt đầu mở ra với những chi tiết kỳ lạ. Trước hết, các thám tử đã lần theo địa chỉ của luật sư William Thornton ở Brooklyn. Nó đã được ghi trên tờ giấy được tìm thấy trong túi của một đối tượng. Sau khi xem bức ảnh chụp hai thi thể, vị luật sư nhận ra một người có tên là Billy, từng nhờ ông hỗ trợ trong một vụ án còn không biết cái xác thứ hai kia là ai. Sau đó ông cũng đã cung cấp cho cảnh sát địa chỉ của Billy. Khi tới địa chỉ này, một phụ nữ cạnh đó xác nhận cô là đồng nghiệp của Billy, đồng thời cung cấp bức ảnh trong đó có mặt cả Billy và Edward. Vậy là có thể khẳng định Edward có sự liên quan với hai tên cướp chết đuối. Tiếp tục tìm ra nơi ở của Edward, các điều tra viên đã thu được thêm nhiều thông tin và bằng chứng từ những đồ vật để khẳng định mối quan hệ đó. Họ còn tìm được một bản thảo mà Edward đang viết dở và họ đã xác định được danh tính của tên trộm còn lại. Đó là Albert Jarvis. Mọi việc tới đây đã trở nên dễ dàng hơn. Danh tính Albert Jarvis cũng nhanh chóng được làm rõ. Đó là con trai của một viên cai ngục, gặp Edward lần đầu tiên khi hắn ta đang bị giam giữ tại nhà tù mà cha mình làm việc, hay người sau đó đã trở thành bạn. Mối quan hệ được duy trì cả khi Edward ra tù. Jarvis rất nghe lời bạn của mình, luôn thực hiện mọi kế hoạch mà Edward đưa ra. Người ta tin rằng chính Edward đã dẫn dắt Jarvis vào con đường phạm pháp để rồi phải chịu một kết cục đau thương. Cuối cùng, các điều tra viên đã có đầy đủ bằng chứng buộc tội Edward chính là kẻ chủ mưu của vụ cướp bất thành và cũng là thủ phạm đã bắn chết nhân viên bảo vệ cửa hàng. Đây không phải lần đầu tiên Edward giết người, nhưng trong những vụ án trước đây thì hắn ta đều thoát tội. Edward tên đầy đủ là John Edward Hogwood, sinh ngày 9 tháng 7 năm 1819, là con cả trong một gia đình có 3 anh em trai. Bất cứ ai gặp Edward cũng đều có cảm tình bởi tính cách nhẹ nhàng và đặc biệt là trí thông minh được đánh giá là xuất sắc hơn người. Edward đã trải qua nhiều nghề như bác sĩ điều trị, nhà đầu tư, giáo viên, thậm chí còn nghiên cứu bộ môn về hình thể sọ người. Ngoài ra, Edward còn là một nhà ngôn ngữ học, dành cả ngày đêm để nghiên cứu tiếng Latin và tiếng Hy Lạp. Hắn ta tự học rất nhiều ngôn ngữ với những trình độ khác nhau để tìm hiểu nguồn gốc của suy nghĩ và giao tiếp. Anh ta cho rằng kiến thức ngôn ngữ sẽ giúp con người trả lời được câu hỏi con người là gì và có nguồn gốc như thế nào. Công việc đó cũng tiêu tốn nhiều thời gian của hắn ta. Edward đã rơi vào cảnh túng thiếu khi tốn quá nhiều thời gian và tâm sức để viết cuốn sách có tên là Cách hình thành ngôn ngữ. Khi biên soạn xong cuốn sách này, thì Edward đã chào bán với giá nửa triệu đô la Mỹ, với niềm tin nó sẽ giúp mình trở thành một trong những người nổi tiếng và xuất chúng nhất mọi thời đại. Tuy nhiên, không có ai quan tâm đến cuốn sách đó. Hắn ta sau đó đã trở thành nhân viên bán hàng, nhưng rồi đã bị bắt vì tội ăn cắp đồ trong cửa hàng và gây ra vài vụ cháy. Sau khi mãn hạn tù lần đầu tiên, Edward không những không rút ra bài học mà còn trở nên mánh khóe hơn. Sau khi đi lang thang vài nơi, hắn ta đã tới nhà làm thuê cho gia đình Win ở Dryden, New York. Tại đây, với vẻ ngoài đĩnh đạc và trí tuệ hơn người, nên Edward đã lấy được trái tim của Harriet, em gái của Win và rồi nhanh chóng kết hôn với cô. Lúc này, bản chất con người Edward dần dần lộ rõ. Hắn ta là một kẻ ghen tuông, ích kỷ, luôn nghi ngờ vợ mình dành tình cảm cho một người đàn ông khác và thường xuyên mượn cớ để đánh đập vợ. Sau 2 năm, họ sinh được cô con gái tên là Priscilla. Tuy nhiên,
đứa con không giúp Edward cải thiện được tính cách. Và cũng từ đây, những tội ác kinh hoàng của hắn bắt đầu xuất hiện. Sống bên người chồng ích kỷ, hung dữ và ghen tuông thái quá, nhưng Harriet vẫn âm thầm chịu đựng, một lòng chăm sóc chồng con. Không lâu sau khi con gái của Edward chào đời, thì người chị dâu tên là Amelia cũng sinh con. Tuy nhiên, Amelia và con gái mới sinh lại đổ bệnh. Vì có chút kiến thức về thuốc và thảo dược, nên Edward đã tìm cách chữa trị cho cả hai mẹ con. Tuy nhiên, bệnh tình của họ chẳng những không đỡ mà còn ngày càng nặng hơn. Sau một tháng chữa trị, thì đứa trẻ đã tử vong, và sau đó không lâu, người mẹ cũng chịu chung số phận. Cái chết bất ngờ và gần như cùng một lúc của vợ con đã khiến Win vô cùng đau khổ, nhưng không nghi ngờ bất cứ điều gì. Anh cho rằng vợ con mình đã không chống chọi được với bệnh tật sau khi sinh, cũng như thời tiết đang trải qua một mùa đông khắc nghiệt. Tuy nhiên, một vài người quen biết với gia đình này thì lại không tin vào điều đó, nhất là khi nhớ lại những lần Edward bóng gió về mối thâm thù với Win khi còn làm thuê cho anh rể. Nhưng rồi những điều khó hiểu chưa dừng lại ở đó. Chỉ sau đám tang của vợ con Win 2 tuần, thì vợ và con của Edward cũng đột nhiên biến mất. Lần cuối cùng người ta nhìn thấy Harriet là khi cô sang nhà một người hàng xóm. Cùng ngày hôm đó, Edward đã mượn xe ngựa của hàng xóm và quay trở lại để trả vào ngày hôm sau. Sau đó, hắn ta đã nói với mọi người rằng gia đình anh sẽ đi xa rồi, nhanh chóng biến mất trong màn đêm. Bạn bè, người thân và hàng xóm đều cảm thấy có điều gì đó không bình thường, bởi trước đó Harriet không thông báo hay có bất kỳ biểu hiện gì về một chuyến đi xa sắp tới. Một tháng sau, thì họ đã quyết định đột nhập vào nhà của Edward. Mọi thứ trong ngôi nhà vẫn hoàn toàn bình thường, không hề có dấu hiệu chủ nhà đã chuyển đi. Thậm chí chiếc váy cô mặc vào ngày cuối cùng mà người ta nhìn thấy cô cũng ở trên sàn nhà. Không ai biết họ đang ở đâu. Trước những sự việc trùng hợp cũng như sự biến mất đột ngột và những biểu hiện kỳ lạ của Edward, người ta không thể không nghi ngờ về khả năng người đàn ông này đã giết hại vợ con. Sau đó thì họ cùng nhau lập ra một đội tìm kiếm tung tích hắn ta. Đúng lúc đang bị truy tìm giáo giết thì Edward đột ngột trở lại thị trấn. Khi được hỏi về Harriet, thì anh ta bình thản nói rằng vợ mình đang ở vùng hồ Caruga. Khi biết được việc người dân cho rằng mình là kẻ giết vợ con, thì Edward đã đến nhà những người họ hàng của vợ, khẳng định với họ rằng mọi việc của gia đình anh ta vẫn yên ổn và hạnh phúc. Nhưng không phải tất cả mọi người đều tin câu chuyện của hắn ta. Một trong những người anh của Harriet yêu cầu Edward đưa mình đi gặp em gái. Anh ta đã đồng ý nhưng lại biến mất sau đó. Tuy nhiên, người dân đã tiếp tục tìm ra Edward và lại yêu cầu anh ta thực hiện lời hứa. Lần này thì hắn ta không thể từ chối. Cả một đoàn gồm khoảng 10 người cùng hộ tống Edward đến ngôi nhà ở bên hồ Caruga, nơi Harriet cùng con gái đang sinh sống như những gì Edward đã nói. Nhưng rồi giữa đường đi thì hắn ta lại bỏ trốn thêm một lần nữa. Ngay lập tức, lệnh truy nã Edward được ban hành. Hắn ta sau đó đã bị bắt giữ. Lúc này, các nhà chức trách khẳng định Harriet đã gặp nguy hiểm và tuyên bố sẽ trao thưởng cho ai phát hiện ra tung tích của hai mẹ con. Phần thưởng dành cho ai phát hiện ra tung tích của hai mẹ con Harriet đã lên tới mức kỷ lục, nhưng các thám tử vẫn không nhận được bất kỳ thông tin nào. Với manh mối duy nhất là lời khai vợ con đang ở hồ Caruga, cảnh sát đã rất nỗ lực tìm kiếm quanh khu vực này nhưng cũng không có kết quả. Dù vậy, phiên tòa xử Edward cũng vẫn được diễn ra vào đầu năm 1846. Không có xác chết nào được tìm thấy, đồng nghĩa với việc không thể chứng minh được mẹ con Harriet đã bị sát hại, cho nên sự mất tích của hai người này chỉ đủ để cáo buộc Edward với tội danh nhẹ hơn là bắt cóc. Vì có những hiểu biết nhất định về pháp luật, nên Edward đã chỉ dẫn cho luật sư bào chữa những điều cần nói, thậm chí là tự biện hộ và tranh cãi với nhà chức trách hòng trốn tránh sự trừng phạt của pháp luật. Tuy không đủ bằng chứng buộc Edward tội giết người, nhưng các thành viên trong bồi thẩm đoàn đã thống nhất rằng hắn ta cần thiết phải bị ngồi tù vì một tội nào đó, kể cả anh ta không phải là kẻ giết người. Cuối cùng, bồi thẩm đoàn đã buộc tội và tuyên án 10 năm tù dành cho Edward với tội danh bắt cóc. Quãng thời gian ở trong tù sau đó dường như không hề khiến Edward nhàm chán. Hắn ta đã dành thời gian vào việc nghiên cứu, thu nạp thêm kiến thức với suy nghĩa sẽ giúp ích cho mình khi ra tù. Những người quen biết Edward đều nhận thấy hắn ta là một người cứng nhắc, sẵn sàng trả đũa những chuyện vụn vặt, nhưng cũng đều công nhận đó là một tên tội phạm rất thông minh. Trong 10 năm hắn ta bị giam giữ, việc tìm kiếm thi thể của Harriet và cô con gái vẫn tiếp tục. Năm 1856, khi ngày ra tù của Edward đang đến gần thì lại có lệnh của tòa gửi đến, vì có những bằng chứng khác nghi ngờ anh ta liên quan đến cái chết của Harriet. Edward đã tranh cãi với luật sư và cho rằng đây là hành động kết án kép, nghĩa là xử án hai lần cho một tội danh. Và theo luật thì tòa án đã buộc phải dừng việc truy cứu hắn ta. Tuy nhiên, trước phản ứng mạnh mẽ của dư luận, thẩm phán lại đưa ra một bản cáo trạng khác liên quan đến cái chết của con gái hắn ta. Trong khi đó,
các cơ quan chức năng đã rất cố gắng để tập hợp bằng chứng. Họ đã lần theo mọi di chuyển của Edward kể từ lúc hắn ta rời ngôi nhà từng chung sống cùng vợ con. Những chiếc vali mà Edward mang theo được tìm thấy ở Chicago, bên trong có quần áo dành cho trẻ nhỏ. Ngoài ra, còn có những bằng chứng về những lời nói dối, những lần trốn tránh, những câu chuyện bịa đặt, những bí danh khác nhau và thái độ cư xử khác thường của Edward đều được sử dụng để chống lại anh ta. Tuy nhiên, hắn ta nhất quyết khẳng định mình vô tội. Tại phiên tòa này, tuy thừa nhận rằng sự biến mất của nạn nhân chưa đủ là bằng chứng để kết luận nghi phạm giết người, nhưng buổi thẩm đoàn vẫn nghiên cứu tình huống liệu một người đó có thể bị buộc tội giết người khi không có xác nạn nhân hay không. Daniel là một công tố viên tại tòa đã tranh luận rằng chỉ cần chứng cứ gián tiếp là đủ, cho dù không có xác nạn nhân. Và trong lúc buổi thẩm đoàn vẫn còn tranh luận về điểm này thì Edward đã bị dẫn trở lại nhà tù. Và đây chính là khoảng thời gian hắn ta thiết lập các mối quan hệ và chuẩn bị cho ngày trở lại. Trong thời gian bị giam giữ, Edward đã làm quen với Albert Davis, 16 tuổi, là con trai người cai tù. Hàng ngày, người ta đều thấy Davis mang sách vở theo bố đi làm, sau đó sẽ tới nơi giam giữ Edward để học tiếng Latin cùng tiếng Hy Lạp cổ. Tuy đây là một tù nhân nhưng bố mẹ của Davis không hề cảm thấy lo lắng. Họ cho rằng Edward là người có học thức, cho dù anh ta có thể là một kẻ giết người và hành vi của Edward không có khả năng ảnh hưởng tới con trai mình. Và đó chính là sai lầm nghiêm trọng của họ. Điều đó vô tình đã đẩy con mình vào bi kịch. Nó đã được chứng minh sau này, khi Travis trở thành quân bài quan trọng trong các kế hoạch táo bạo của Edward. Dành tâm huyết trong việc giảng dạy cho Travis, Edward đã giúp cậu thiếu niên này có được rất nhiều kiến thức. Cảm kích điều này, nên Travis thậm chí coi hắn ta như bố mình. Trong khi đó, tên tội phạm cũng tìm cách lấy lòng cha Travis bằng việc viết cuốn tiểu sử cho ông này và dần chiếm được tình cảm của mẹ Travis. Mùa xuân năm 1857, lợi dụng lòng tin của quản ngục với mình, Edward đã tìm cách thoát khỏi một sợi xích quanh chân và 8 chiếc khóa cửa để trốn khỏi nhà tù. Vào thời điểm đó, đây dường như là một việc làm vô ích và điên rồ nếu không có được sự trợ giúp từ bên trong. Tung tích Edward lại một lần nữa trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi khắp các hang cùng ngõ hẻm. Tờ rơi thông báo nhận dạng của Edward được rải khắp nơi. Một phần thưởng trị giá $500 được đưa ra cho ai bắt được tên tội phạm này. Tuy nhiên, cũng giống những lần trước đó, cảnh sát không thể có thông tin gì về hắn ta. Trong khi đó, Davis đã bị sa thải và bị truy tố vì đã giúp đỡ Edward bỏ trốn. Phần thưởng được tăng lên $1,250 nhưng dường như cũng không mang lại nhiều kết quả. Thế rồi, không may cho Edward, trong quá trình lẩn trốn, thì hắn đã vô tình lọt vào một tấm ảnh của một người nào đó và bị nhận ra là kẻ đang bị truy nã. Chẳng bao lâu sau, hắn ta đã di chuyển về phía Tây và tới Ohio. Vì phát hiện ra kẻ bị truy nã nên một nhóm nông dân đã vây bắt Edward. Hắn ta đã cố thuyết phục những người nông dân này là họ đã nhầm, song không ai tin hắn, hơn nữa họ muốn được nhận tiền thưởng. Edward chống trả không nổi nên đã bị nhóm nông dân giao cho cảnh sát. Biết không trốn được, Edward đành quay trở lại phòng giam trước kia của mình với những ổ khóa đã được trang bị chắc chắn hơn. Chưa thể kết tội Edward giết vợ con, nên các công tố viên đã chuyển sang điều tra nghi án Edward đã đầu độc người chị dâu Amelia và con của cô. Tử thi của Amelia sau đó đã được khai quật để kiểm tra. Người ta đã phát hiện ra lớp cặn đồng có trên các mô và khẳng định chất này được đưa từ ngoài vào cơ thể của Amelia. Nhưng rốt cuộc điều tra này cũng chẳng đi đến đâu. Ngoài những tin đồn và sự nghi ngờ, cái chết của mẹ con Amelia không bao giờ có thể quy tội được cho hắn ta. Đầu năm 1859, một phiên tòa mới lại được mở ra để xét xử Edward. Tuy nhiên, không khác gì những phiên tòa trước, gần như không có hy vọng nào cho một kết quả khác bởi vì họ không tìm được bằng chứng mới. Hắn ta lại thoát tội một lần nữa. Sau khi Edward được tự do, Davis đã tìm đến hắn và sau đó là một thanh niên khác có tên là Billy. Bộ bài Edward, Travis và Billy sau đó đã thành lập một nhóm chuyên cướp bóc. Travis và Billy mới 20 tuổi nên cả nhóm đã trông chờ vào tuổi tác cùng với kinh nghiệm và trí thông minh của Edward để vạch ra những kế hoạch. Và không phụ sự tin tưởng ấy, gần như mọi kế hoạch của Edward đều thành công cho đến khi thực hiện vụ trộm cướp tại cửa hàng nhà hạ bớt ở Binghamton. Vụ trộm đó là một thất bại hiếm hoi của băng nhóm này. Trong khi hai đệ tử của mình phải bỏ mạng thì Edward lại không hề hấn gì. Tuy nhiên, sự may mắn và cả khả năng tính toán của hắn ta dường như không còn tác dụng. Phiên tòa xét xử Edward bắt đầu ngày 4 tháng 1 năm 1871 với sự theo dõi của khoảng 2.000 người mỗi ngày. Lượng báo phát hành tăng đột biến. Hắn ta đã bị dư luận lên án gay gắt và yêu cầu mức án cao nhất. Ngày 3 tháng 3 năm 1871, tòa đã tuyên Edward phạm tội trộm cắp, giết người cấp độ 1 và phải thi hành án treo cổ. Tuy nhiên,
Rất nhiều người từng theo học Edward trước đây hoặc thậm chí những người không quen biết đều cho rằng một thiên tài như vậy thì không thể là một sát nhân được. Trong những ngày chờ đợi ra pháp trường, Edward đã tiết lộ với một quản giáo về tung tích của vợ mình. Hắn ta cho biết rằng vợ chồng mình đã cãi nhau vì đứa con. Trong lúc nóng giận, Edward vơ lấy cái chày để đánh liên tiếp vào đầu vợ, khiến cô ngã lăn ra sàn. Hắn ta đã cố gắng làm vợ tỉnh lại và băng bó vết thương, nhưng Harriet vẫn bất tỉnh và đã chết trong đêm đó. Sau đó Edward đã đặt thi thể vợ trong một chiếc hòm lớn rồi tìm cách đưa ra hồ Karuga và đẩy xác cô xuống dòng nước. Cuối cùng, hắn ta đã bịa ra câu chuyện về việc Harriet rời khỏi nhà. Còn cô con gái, Edward không bao giờ kể với ai bất cứ điều gì liên quan, ngoại trừ việc cho đứa bé uống thuốc ngủ để ngăn không cho nó khóc. Ở trong tù, Edward tiếp tục thu hút được sự quan tâm của đông đảo người dân. Đánh giá hắn ta là người có chuyên môn cao, một nhà nghiên cứu ngôn ngữ hoàn hảo, nhiều người đã gửi thư vào tù cho Edward nhờ giúp đỡ trong công việc nghiên cứu của họ. Người ta còn đổ tới nhà tù chỉ để một lần được tận mắt nhìn thấy Edward. Tên sát nhân dường như không bận tâm tới cái chết sắp tới, luôn viết lách và nghiên cứu các vấn đề về ngôn ngữ. Ngày 18 tháng 5 năm 1871, Edward bị đưa lên giá treo cổ trước sự chứng kiến của hàng nghìn người. Hắn ta đã chết lúc 11 giờ 40 phút. Đây cũng là vụ treo cổ công khai cuối cùng ở New York. Tên tuổi của hắn vẫn gây tranh cãi trong suốt thời gian sau này. Nhiều người luôn bộc lộ sự tiếc nuối về bộ não thiên tài của Edward mặc dù đây cũng chính là kẻ sát nhân. Trước đó, nhiều người đã băn khoăn có nên treo cổ hắn hay không, hoặc có một bản án nào khác cho sát nhân này thoát tội nhằm phục vụ cho lợi ích khoa học. Thậm chí cả lúc cảnh sát trưởng thông báo thi hành án treo cổ, Edward vẫn đang bận giải thích những ý tưởng của mình cho các nhà nghiên cứu và phóng viên. Do vậy, không ít nhà trí thức đặt ra câu hỏi rằng giữa việc bị treo cổ và làm nghiên cứu, việc nào thích hợp hơn với Edward? Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh Kỳ Án Thế Kỷ. Nếu thấy hay thì ủng hộ mình bằng cách like và đăng ký kênh giúp mình nha. Video có thể còn nhiều thiếu sót, mong mọi người có thể đóng góp bằng cách bình luận ngay dưới video giúp mình nhé.